Mình nhìn sơ qua một chút về tòa nhà La Mạch nha. Xin chào cả nhà của Chiến DJ. Hiện tại mình đang đứng trong khuôn viên Vinhome, phía sau lưng mình là Landmark 81. Đó, thì hôm nay mình sẽ review một cái quán ăn ở trong đây cực kỳ là sang trọng và khá là nổi tiếng ở đây các bạn. Thì trong cái khuôn viên này á, là một tổ hợp các khu ăn chơi cho các bạn, cho các bé nè, có thể qua cái khu đối diện của cái tòa nhà Landmark nè. Thì mình có cái cầu thang để đi riêng băng qua đường và qua cái công viên bên đó, có bờ sông rồi có thảm đất rồi có cỏ này nọ các bạn. Họ đang chụp hình bên đấy rất là nhiều và các ekip quay phim này nọ đó. Rồi tiếp theo thì đây là những cái khu tổ hợp phức hợp các cái tòa nhà chung cư cho thuê đó, các bạn thấy nhiều không, rất là nhiều đây, đằng sau nữa. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ quay lại và review cái quán mà mình ăn trưa ở đây đó. Đây à, quán này có tên là ATM Mall nè. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái cửa này nha. Đó, bạn thấy không? Ok, để mình cho khách đi vào rồi mình sẽ đi vào ké. Thường thường á, nhân viên sẽ đang mở cửa, nhưng mà chắc là mọi người đang bận quá. Đây là khuôn viên, đây là khuôn viên phía bên trong nha. Phía sau này thì mình có một cái nhà vệ sinh nè. Phải không ta? Trong đây có cái nhà vệ sinh. Để mình coi thử cái nhà vệ sinh này có gì nè. Trời. Xả nước được không? Xả được các bạn, hay quá. Đó, trong đây mình có thể nhìn ra ngoài nè. Nhìn cỏ cây hoa lá. Wow. Hiện quá, có cuộn giấy. Trời. Mẹ hết biết ra luôn. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu để xem trên đấy có gì nhé. Đó, cái đường lên lầu rất là đẹp bằng đá cứng nè. Đá làm mộ các bạn. Trời. Còn đây là trên tầng 2. Đó. Lối đi lên cầu thang thì nhìn khá là ấn tượng với cái kiểu thiết kế không vừa cổ điển mà vừa hiện đại nha. Con gọi cái này nha, cơm tấm sườn cốt lết. Cơm bò, ăn bò kho. Ôi, tí đi máy bay không ăn bò nước đâu. Lên máy bay mất công. Bình trà. Hồ tiếu sườn sụn ngon không? Dạ, em thấy mọi người hay kêu bánh canh. Bánh canh nuôi. Thế cho mình bánh canh đi. Em kêu bình trà là cái gì em? Cái bình lớn đó hả? Cái bình này mình dùng quán người. Wow.
cái này mình được chăm nước có miễn phí một lần, còn nếu mà chăm lần thứ 1, 2, 3 gì đó là đánh thêm. Chăm được 2 lần. Lấy một hộp tiếu sử dụng, một cái sử dụng. Con này không? Đúng không? Không biết chứ nó không biết gọi. Ờ... Đúng không? Là cái menu bên này. Menu nước ở dưới à? Bên trà thì mình có thể dùng nóng. Có đây vẫn còn trên mình nóng thì tụi mình sẽ dùng. Hay dùng một cái đồ ăn kèm. Là nó có combo trong đấy luôn nè. Dạ. Bình trà nóng hoặc là nếu mà nếu hai cái bình này thì nó sẽ có vị ngọt hơn tại vì nó có syrup ở trong. Mình dùng nóng hay lạnh ha? Chắc là lạnh hả? Em nóng hay lạnh? Lấy cái ở điện. Nóng hả? Ví dụ như chị uống nóng thì tụi em sẽ lấy cái chai chị. Ờ. Em sẽ thêm cái ly rót cho chị. Nếu mà chị uống lạnh cũng được. Ờ. Xuyên nha. Ờ, em được. Đi chỗ nào và luôn. Ừ. Dạ, cho em hiểu. Ừ. Chỗ nào ạ? Cái hòn ông. Ai hòn bà? Có hòn ông không? Hòn bà. Không, mới có hòn hòn với bà. Á, hòn, hòn ông, hòn bà. Em dọn này để em bỏ vào cho nó dễ. Này, cơm sườn Long Xuyên. Này, cơm sườn Long Xuyên đây. Đây là má đư là cái gì đây? Mì xanh phải gọi. Má đư gọi món gì đây? Hủ tiếu gì? Hủ tiếu sườn sụn con em. Đúng là sườn sụn không luôn. Hủ của em là gì? Bánh canh. Bánh canh, cái nhau là gì? Cơm tấm sườn. Em bỏ đặt cơm, cơm tấm sườn. Rồi, theo nè. Bánh canh. Rồi, mình thử ăn cái súp cơm sang trọng này coi. Nhìn đẹp quá à. Nhìn đẹp quá trời trời. Cơm tứ xuyên là nó phải là cẩm như vậy không? Trứng nửa trái. Rồi, còn tư mà đồ bếp trốn luôn rồi trời. Hello cả nhà, hiện tại thì mình đang ở Landmark đằng sau công viên là các bạn. Đó, đây là Landmark 81. Wow, và buổi chiều ngày cuối tuần là rất là đông. Các bạn nhìn thấy nè, đó không? Đó. Trời ơi. Bên này thì họ đang thả diều nè. Còn phía bên này là đang đi dạo ngoài bờ sông về cái eo hồ nè. Còn phía trên mặt của mình là Landmark 81. Wow. Còn đây là mấy cái căn hộ cao cấp các bạn. Đó. Chỗ này thì mấy căn hộ này á, một tháng thì chắc cũng phải là 30 triệu, ba mấy triệu trở lên ha. Now